bộ sưu tập áo thun mới của Uniqlo có tên gọi là Pokemon All Stars. Những artwork được sử dụng lên áo đa số được lấy từ thiết kế của trò chơi Pokemon và tập trung vào 151 chú Pokemon đầu tiên xuất hiện trong Pokemon Red, Blue and Yellow. Cùng với loạt phim hoạt hình cùng tên, tất nhiên trên mặt áo đầy màu sắc của Uniqlo sẽ không thể thiếu hình ảnh của những nhân vật được quen thuộc như Pikachu. Ngoài ra, Uniqlo còn ra mắt thêm những mẫu áo Pokemon dành riêng cho trẻ em. Uniqlo Pokemon All Stars sẽ chính thức được ra mắt vào tháng 5 tới với mức giá vào khoảng 320.000 đồng cho mỗi mẫu áo. Quý vị khán giả có thể đặt hàng trước tại website của Uniqlo Nhật Bản hoặc liên hệ cửa hàng chính thức tại Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.